Tại sao cô lại ở đây? Thất lễ rồi Khương cô nương, nhưng bây giờ không phải lúc trò chuyện. Lát nữa nghịch đảng sẽ lục soát tới đây, xin cô hãy thay y phục, mặc lộng lẫy sẽ dễ bị nghi ngờ. Nghịch đảng? Kẻ cướp ngục là nghịch đảng sao? Ừ, để ta tự làm. Ta sẽ dùng cái này dấn tóc cho cô nương. Đêm nay triều đình lập bẫy dùng nghịch đảng ra bắt gọn ta đi. Giờ cô nương ra ngoài chỉ là sẽ gặp quả sát thân. Lát nữa mong cô nương đi bên cạnh ta hành sự cẩn thận một chút. Nếu có gì mạo phạm xin cô thứ lỗi.